Ngày 2 tháng 9, Hy Lạp thông báo đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại trại tị nạn lớn nhất châu Âu là Moria trên đảo Lesbos của nước này, nơi gần 13.000 người nhập cư đang sống trong các điều kiện không bảo đảm vệ sinh. Về lý thuyết, trại này chỉ chứa được chưa đến 2.800 người. Bệnh nhân là một người đàn ông Somali 40 tuổi, gần đây đã đến thủ đô Athens. Tại Moria, nhiều người nhập cư phải ngủ trong lều bạt dưới gốc cây bên ngoài trại, Chính vì vậy, việc thực thi các biện pháp chống dịch rất khó khăn. Một ca nhiễm khác tại một trại tị nạn trên đảo Chios là một người đàn ông 35 tuổi đến từ Yemen được thông báo hồi tháng trước. Các trại tị nạn trên đảo của Hy Lạp đều đang phải phong tỏa đến ngày 15 tháng 9. Toàn thế giới hiện ghi nhận trên 26,17 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 867.000 ca tử vong.